Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của HD Radio. Thì trong thời gian vừa qua, mình nhận được rất nhiều câu hỏi đến từ quý khách hàng của các bạn là đối với các dòng loa Party Box của JBL hoặc là các cái dòng loa của Samsung hay là Sony thì nên dùng bộ mic nào để giúp cho chúng ta được cái nhu cầu sử dụng khi mang đi du lịch là nhỏ gọn, tối ưu, sử dụng đơn giản. Thì ngày hôm nay mình đi so sánh cũng như là tìm về những ưu và nhược điểm của hai bộ mic. Cụ thể hơn ở đây đó chính là hai bộ mic. Bộ đầu tiên đó chính là bộ của Agnos Sonka Media đang làm mưa làm gió trong thời gian gần đây, đó là bộ Agnos B30S. Thứ hai đó chính là một bộ mic đến từ thương hiệu JK Audio có tên là P2 Pro. Thì hai bộ mic này sử dụng đối với các cái dòng loa JBL hoặc là Sony hoặc là Samsung như thế nào? Thì ngay bây giờ xin mời các bạn cùng mình đi vào nội dung chính của ngày hôm nay để chúng ta có thể tìm hiểu được các cái ưu và nhược điểm của hai bộ mic trên khi sử dụng cho các cái dòng Party Box như thế này. Thì ngày hôm nay đây chính là chiếc JBL Party Box 120. Thì mình sẽ làm một cái video sử dụng cho bộ này các bạn nhé. Thì đầu tiên về trên các cái dòng loa Party Box thời điểm hiện tại ấy, thì chúng ta sẽ có rất nhiều cách kết nối mic. Ví dụ như là dòng Party Box Club 120 ở đây, hoặc là các cái dòng ví dụ như 310, 320 hoặc 10, rất nhiều dòng của JBL, dòng Party Box thì chúng ta đều trang bị được là hai cổng 6 ly ở đây. Các bạn để ý giúp mình này, hai cổng 6 ly đều ký hiệu, ví dụ như cổng 1 đây đều ký hiệu là cổng cắm mic sang cổng thứ hai. Chúng ta là vừa mic là vừa nhạc cụ guitar, khi các bạn sử dụng chế độ nào các bạn tăng ở đó. Thì chúng ta chỉ cần một chiếc đầu thu có tích hợp echo dành cho những khách hàng nào mà cái tông giọng nó yếu, cần bổ trợ tiếng vang, thì chúng ta có thể là cắm bộ mic có đầu thu cắm trực tiếp vào cái cổng 6 ly ở đây để chúng ta có thể thu lại được cái lời thoại từ các bộ mic. Hình thức thứ hai thì thời điểm hiện tại thì cũng có thêm một cái dòng của Agnos là chúng ta có thể là kết nối bộ mic vào để hát, nhưng mà không thông qua được cái cổng 6 ly này mà chúng ta chỉ thông qua được cái cổng AUX này, mà chúng ta sẽ lấy out cái nguồn nhạc từ cái bộ Mi 30S vào cổng AUX in ở trên các cái dòng loa. Thì nhưng mà đối với cổng AUX in này, tùy các cái dòng loa sẽ có cổng có và cổng không, hoặc là phải sử dụng các cái cổng chuyển. Thì ở đây hai bộ mic đến từ hai thương hiệu như mình có nói, bộ Agnos Mi 30S và bộ JK Audio P2 Pro. Ở đây về cái đầu tiên là cái đầu thu các bạn này, hai chức năng xử lý khác nhau hoàn toàn. Ví dụ như đối với dòng Agnos này, chúng ta lúc nào các bạn mang ra ngoài thì các bạn là phải mang theo một cái cục vang này đi để chúng ta, vì cục vang này cục xử lý trung tâm đi nó rất là cồng kềnh này. Đấy là về cái phần nhược điểm. Nhưng mà sang cái dòng JK Audio B2 này, chúng ta chỉ cần một chiếc đầu thu này các bạn, và được chiếc đầu thu này nó là sử dụng qua cổng 6 ly ở đây, thì chúng ta có thể là cắm trực tiếp vào cái cổng 6 ly ở trên mic như thế này là xong, thì các bạn có thể hát được luôn, kết nối nó đơn giản. Cái điểm thứ hai thì mình thích hơn ở chiếc JK B2 này là chiếc đầu thu này cho chúng ta là tích hợp pin ở bên trong, thì các bạn chỉ cần là mở nguồn lên và chúng ta có thể hát. Ví dụ như cái dòng B2 này, khi sạc đầy lên, sạc đầy cho chiếc đầu thu này, các bạn hát liên tục có dao động khoảng cho chúng ta khoảng 2 cho đến 3 tiếng. Nhưng mà sang với cái dòng của Agnos thì nếu mà các bạn muốn sử dụng thì bắt buộc các bạn là phải khi đi du lịch chẳng hạn, thì các bạn phải mang theo một cục sạc dự phòng để chúng ta cấp nguồn cho chiếc đầu thu này. Vì đây là bắt buộc chúng ta muốn sử dụng, chúng ta phải cấp được cái nguồn 5V cho chiếc đầu thu. Để kết nối thêm thì mình có một cái phương án là các bạn có thể là kết nối với cái bộ của Agnos này. Chúng ta có thể là kết nối trực tiếp qua cổng USB ở trên loa. Các dòng loa nó tích hợp cho chúng ta một cái cổng USB có ký hiệu ở dưới là 5V 2.1A ở đây. Đây là cổng sạc, cổng ao nguồn. Thì các bạn có thể lấy trực tiếp nguồn của chiếc đầu thu này vào chiếc loa, sau đó chúng ta lại ao tín hiệu qua chiếc vang này. Vào đây. Thì lúc này chúng ta chỉ việc là cấp nguồn, sau đó chúng ta bật nguồn lên là xong. Nhưng mà khi các bạn sử dụng trực tiếp nguồn cho các cái dòng ở trên chiếc loa này, thì cái bộ Mi 30S này nó sẽ có hiện tượng là bị sôi các bạn nhé. Tối ưu cho các bạn là không phải mang theo sạc dự phòng, các bạn có thể cắm lấy nguồn trực tiếp ở đây, nhưng mà như lúc nó sẽ có một cái tiếng hơi bị sôi nhẹ ở đây.
Sau đó thì để lấy cái nguồn nhạc ấy, thì lúc này khi các bạn hát, nguồn nhạc chúng ta không lấy trực tiếp ở loa được, mà bắt buộc các bạn phải lấy nguồn nhạc trực tiếp từ chiếc vang Mi 30S này để chúng ta hát karaoke. Đó là về ấy, ví dụ như tiếng mic nó lên khi mà chúng ta căn chỉnh 1, 2, 4, 5. Đấy, về tiếng mic thì muốn sử dụng được cái bộ này thì các bạn bắt buộc là phải kết nối theo cái hình thức như thế này. Thì nhiều khách hàng sẽ là không thích theo kiểu dạng như là quá nhiều dây rắc, quá nhiều dây rắc để nó hơi vướng ở đây cho chúng ta. Nhưng mà sang với cái dòng của JK Audio B2 Pro ở đây thì loại đơn giản hơn cho chúng ta. Thì các bạn cũng như mình nói là chúng ta chỉ cần cắm một chiếc đầu thu vào đây là xong. Sau đó ấy, chúng ta chỉ cần mở mic lên và chúng ta hát là xong. Và tăng giảm âm lượng chúng ta có thể tăng giảm trực tiếp ở trên đây, trên loa có gain, hoặc là chúng ta có thể giảm ở trên đầu thu này, ví dụ tiếng mic này. Đó là về tiếng mic của dòng JK B2. Về cái dòng B2 này, về cái ưu điểm mình thích đó là chúng ta có khi hát nguồn nhạc các bạn chỉ cần là bắt trực tiếp vào Bluetooth với chiếc loa, nguồn nhạc sẽ thông trực tiếp vào đây để ra tiếng cho các bạn. Nhưng sang cái dòng của Agnos thì nó sẽ lại chia ra chúng ta thêm một đường, một bước nữa, đó là nguồn nhạc sẽ từ điện thoại vào chiếc vang, xong từ chiếc vang chúng ta ao ra vào chiếc loa. Nhiều lúc nó sẽ giảm đi cái âm thanh mà chiếc loa nó đang thể hiện ra. Đó là về cái hai chiếc đầu thu. Còn về cái chất âm của hai dòng mic này thì đầu tiên thì dòng Agnos này mình thích một điểm là về cái hiệu chỉnh cái phần âm sắc ấy, thì chúng ta có thể hiệu chỉnh trực tiếp ở trên loa. Ví dụ phần bass chép ở đây chúng ta có thể hiệu chỉnh, hoặc là phần bass chép echo reverb cho chiếc vang này theo từng mic ở đây, ví dụ âm lượng mic 1, mic 2 này. Đối với dòng Agnos này chúng ta có một điểm mạnh hơn là chúng ta có về cái phần effect chúng ta có thêm là có phần reverb, vừa có vang vừa có vọng. Nhưng mà sang đối với cái dòng JK B2 về cái echo thì chúng ta chỉ việc là căn chỉnh trực tiếp ở trên tay mic như thế này các bạn. Chúng ta có thể là căn chỉnh trực tiếp ở trên tay mic mà không cần liên quan đến đầu thu. Nhưng mà đối với dòng này nó chỉ có cho chúng ta là phần echo nhưng mà không có tích hợp reverb ở trong. Như nhiều lúc mà các bạn nào mà muốn hát cái phần reverb ấy thì bộ B2 này nó đáp ứng nó chưa có reverb, nó chỉ có phần echo cho chúng ta. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Còn về cái phần tiếng mic của hai dòng này thì mình đánh giá là ví dụ như dòng của Agnos tiếng mic của nó ấm hơn, xử lý tiếng hát khi ra là ấm và mềm tiếng hơn. Nhưng mà sang cái dòng của JK Audio B2 Pro thì tiếng mic của nó sáng hơn, độ nhạy nó bắt nó cao hơn so với cái dòng của Agnos. Còn để mang đi di động thì nó lại đơn giản hơn các bạn. Ví dụ như là một bộ Mi 30S khi các bạn mang đi thì bắt buộc chúng ta phải mang từng này thiết bị đi này, một chiếc vang, dây jack kết nối, cũng như là hai tay mic thì chắc chắn phải mang theo rồi. Nhưng mà ngoài ra thì nhiều lúc chúng ta phải mang theo là củ sạc dự phòng để chúng ta sử dụng cho bộ vang này. Nhưng mà đối với bộ JK B2 thì các bạn chỉ cần mang cho mình hai tay mic và chiếc đầu thu này là xong. Vì tất cả phần là hiệu chỉnh echo, âm lượng của mic chúng ta có thể căn chỉnh ở đây. Ngoài ra để hiệu chỉnh được cái phần bass chép, ví dụ như là các cái dòng loa của JBL như là Battybox 310, 710 thì các bạn có thể là hiệu chỉnh trực tiếp phần bass chép ở trên loa mà không cần thông qua một bộ vang nào cả. Ví dụ này chúng ta sử dụng là qua cổng mic, cổng 6 ly được thiết kế theo loa thì sẽ đáp ứng nó hay hơn, nó tốt hơn so với các cái bộ của Agnos này. Vâng, cuối cùng thì về đánh giá tổng quan cho hai bộ mic này thì đầu tiên về bộ mic của Agnos thì mình thấy là điểm nhất là khi các bạn mang đi ra ngoài thì các bạn phải mang theo thứ nhất là rất nhiều là dây jack, thiết bị và cũng như là sạc dự phòng để chúng ta cấp nguồn cho chiếc đầu thu. Nhiều lúc các bạn có thể cắm vào cái nguồn ở trên loa nhưng mà nó sẽ gây ra cái hiện tượng đó là sôi, nhiều lúc hát nó hơi khó. Thứ hai đó là về cái tiếng mic của dòng Agnos thì đối với bộ Mi 30S này thì nó có một cái độ ấm tốt, cao hơn so với JK B2.
đó là về tiếng mic. Ngoài ra chúng ta có thể là căn chỉnh trực tiếp là phần bass chép của phần nhạc, phần mic, echo, reverb trực tiếp ở trên chiếc đầu thu mà không cần thông qua chiếc loa hiệu chỉnh phần bass chép ở trên loa. Mà ví dụ như các cái dòng loa không có cái phần hiệu chỉnh bass chép echo cho cái phần mic thì các bạn có thể căn chỉnh trực tiếp ở trên chiếc Arknot Mi 30S này. Cái thứ ba là về phần bộ Arknot Mi 30S năm nay thì được cải tiến hơn và chúng ta có thể là thu âm lại livestream được trực tiếp ở trên bộ vang này. Thì bạn ra ngoài bạn muốn là livestream hoặc thu lại cái thoại của mình thì đều đáp ứng được. Thứ tư là về phần nguồn nhạc ấy ạ. Nguồn nhạc thì như mình có nói là nó sẽ bị giảm đi trực tiếp khi bạn nghe thông qua vang và thông qua loa. Nghe trực tiếp từ loa lúc nào nguồn nhạc nó ra sẽ chuẩn hơn so với thông qua vang, vì thông qua vang ấy ạ, nó sẽ đè xuống, nó giải ra giải lén qua một lần thứ hai, nhưng mà đây chúng ta sử dụng trực tiếp vào loa thì đáp ứng nó tốt hơn, nó phát huy hết được cái âm sắc của chiếc loa. Đó là về bộ của Arknot Mi 30S. Tiếp theo là sang cái bộ của JK Audio B2 Pro. Thì đầu tiên là về cái hình thức vang đi nó rất là nhỏ, nhẹ, gọn, không phải mất quá nhiều dây rắc kết nối cho chiếc đầu thu. Chúng ta chỉ việc là cắm một chiếc đầu thu này vào thì các bạn có thể mở lên và các bạn hát. Nguồn nhạc thì các bạn kết nối trực tiếp với chiếc loa mà không cần phải kết nối với đầu thu này. Thứ hai là chiếc đầu thu này tích hợp cho chúng ta pin ở bên trong rồi, các bạn chỉ cần sạc đầy và mang đi và chúng ta sử dụng thôi, không cần thiết phải là mang theo cục sạc dự phòng nếu cái thời lượng các bạn hát nó ngắn. Cái thứ ba là chúng ta có thể hiệu chỉnh là cái phần echo ấy ạ, là chỉnh riêng từng mic, không giống như cái bộ của Arknot. Bộ Arknot thì chúng ta là chỉnh echo, echo tổng, nó chỉ tách ra chúng ta âm lượng của mic 1, mic 2. Thì trên bộ JK Audio B2 Pro này chúng ta có thể chỉnh được cái phần âm lượng của mic 1, mic 2 hoặc là echo riêng. Ví dụ bạn thích hát echo, người còn lại không thích hát echo, chúng ta có thể tắt đi được để chúng ta hát. Cuối cùng là về cái tiếng mic thì mình đánh giá cái dòng này tiếng mic nó sáng hơn, hát cảm giác nó nhẹ hơn, độ nhạy nó bắt nó cao hơn so với bộ của Arknot. Mặc dù về cái đối với các cái dòng mic di động này thì cái sóng bắt của nó không được như các cái đầu thu mic chuyên dụng dành cho bộ dàn karaoke. Với các cái dòng đầu thu này thì cái khoảng cách bắt của chúng ta nó khoảng tầm 3 cho đến 7 mét. Ngoài ra thậm chí lên 10 mét, nhưng mà nó phụ thuộc là theo cái không gian của mình nó có nhiều vật cản hay không. Nếu ít vật cản thì độ bắt mic càng cao. Ngay cả bộ dàn karaoke thôi, các mic nếu mà nhiều vật cản ấy thì cái độ bắt xa của mic nó đều bị giảm đi, mặc dù đều sử dụng sóng là sóng xa, sóng UHF. Đó là về tổng quan. Cuối cùng thì để đánh giá thì bộ Mi 30S này như cá nhân mình thích sử dụng cho các dòng loa Bluetooth hơn so với các dòng loa Battery Box chúng ta mang đi di động, vì bản chất là trên các dòng loa Battery Box ở đây đều trang bị cho chúng ta cổng mic rồi, thì các bạn có thể lên lựa chọn là các cái dòng mic có tích hợp echo mà sử dụng trực tiếp qua đầu thu mà không thông qua vang, giúp thứ nhất là về cái mà mang đi nó có quá cồng kềnh hay không. Cái thứ hai là về chất âm đáp ứng là tốt rồi. Vừa rồi mình cũng đi so sánh và nói một vài ưu cũng như là nhược điểm của hai bộ mic dành cho các cái dòng loa Battery Box của JBL hoặc là Sony hoặc là Samsung. Thì qua video này nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like cũng như là một subscribe. Nếu cần hỗ trợ và tư vấn về mua hàng hãy gọi tới hotline 1800 0042 hoặc truy cập trực tiếp website hdradio.vn. Nếu các bạn có câu hỏi nào hãy để lại ở bên dưới phần bình luận để bên mình có thể trả lời bạn một cách nhanh chóng nhất các bạn nhé. Vòng tay anh ôm lấy những kỷ niệm xa vời, dù nắm tay những cơn mây không phải ngày xưa. Đã từng yêu, đã từng nhớ, đã từng mơ màng về một ngày bên nhau mãi. Vòng tay anh ôm lấy những kỷ niệm xa vời, dù nắm tay những cảm giác không phải ngày xưa. Đã từng nhớ, đã từng yêu, đã từng mơ mộng về một ngày bên nhau mãi mãi. Thì thôi hãy đi tiếp con đường em chọn và đừng quên. Yeah.
HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.